Good morning, Ave Maria. Good morning, cả nhà. Happy birthday. Chị, như chị Hiên, Lucia nhớ hôm nay sinh nhật Đức Mẹ á. Ai nhớ không? Không nhớ thì bây giờ nhớ. Ít khi mình mừng là tại vì nếu mà nó rơi vô ngày thường thì mình đâu có thói quen đi lễ nhiều đâu hả? Cho nên để nhớ. Good morning, hôm nay có gì vui vui buồn buồn không? Tối qua có ai ngủ ngon hơn bình thường không? Ai biết Đức Mẹ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ai biết là chết liền. Good morning cả nhà, mong rằng hôm nay giáo hội chọn ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 làm một cái mốc, làm một cái ngày để mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Còn lý do tại sao chọn ngày hôm nay thì mình chưa tìm ra được lý do. Nhưng mà thường thì 2000 rồi, ngày tháng không quan trọng. Cái quan trọng là tại sao, nhất là giáo hội của chúng ta, trong năm chỉ mừng, hầu hết ngày nào cũng mừng một vị thánh, còn không còn chỗ để mừng nữa, có khi phải mừng trùng nhau. Chỉ có hai vị thánh, hai người duy nhất mà giáo hội mừng ngày sinh nhật, còn những thánh khác thì hầu hết là mừng lễ tự đạo nhiều hơn, ngày tự nhiều hơn là ngày sinh. Còn đầu tiên là vị tiên tri lớn nhất mà Đức Giêsu, Chúa Giêsu đã nói, đó là tiên tri Gioan Tẩy Giả, người anh của mình, anh em của Chúa Giêsu. Nhưng thực ra và nhưng đúng hơn nữa, và hôm nay giáo hội một cách nào đó rất ư là được sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, mừng sinh nhật Đức Mẹ càng lớn càng trọng thể hơn, là một niềm hy vọng, là một bình minh chiếu soi cho trần thế. Và bài phúc âm hôm nay nói đến nguồn gốc của Chúa Giêsu, nghiêng về vào thời đó, bắt đầu bằng gia phả của Thánh Giuse. Nhưng Thánh Matthew rất là khôn khéo, lồng vào đó là nguồn gốc của Chúa Giêsu, nguồn gốc của Đức Mẹ. Ta cùng bắt đầu nhé. Happy birthday to you, happy birthday to you. Lạy mẹ Maria, đối với mẹ sinh nhật không là gì cả, mà cũng chắc cũng chẳng biết nữa, cũng không biết văn hóa của mẹ vào thời đó có mừng sinh nhật hay không. Nhưng chúng con người ở trần thế ảnh hưởng một chút của Tây Phương nữa, nên mừng đến ngày sinh nhật là ngày chào đời. Thì xin cho phép chúng con và xin cùng với chúng con lại mẹ Maria cho chúng con hướng về mẹ, suy niệm về sinh nhật của mẹ để nói lên một sự nhiệm màu mà Chúa tạo dựng lên sự sống con người theo hình ảnh của Chúa, và hình ảnh gần nhất, rõ nhất đó là chính mẹ. Và mẹ đã đón nhận, cưu mang ngôi lời, và hôm nay dòng ngôi lời truyền giáo The Divine Word Missionaries Society of Verbo Divino cũng mừng 145 năm, tức là ông tổ dòng ngôi lời năm 1875, người Đức, nhưng vì bắt bớ không được sinh hoạt về tôn giáo nên đã chạy qua ranh giới của Hà Lan, thành phố Style, để thành lập dòng ngôi lời với mục đích là đưa Chúa, mang mẹ đến Trung Quốc, đến những nước chưa biết về Chúa, về mẹ Maria, về tin vui, tin mừng. Và một lần nữa hôm nay cũng là ngày sinh nhật, ngày Foundation, ngày khai sinh ra dòng truyền giáo ngôi lời 145 năm vừa trước. Trong tâm tình đó còn nhiều intentions, còn nhiều ước muốn, còn nhiều tâm tình tạ ơn lắm. Dù thế giới còn nhiễu nhương, nhưng có Chúa ở bên chúng con như mẹ thăng trầm ba chim bảy nội,
Chúng con thì ba chìm bảy nổi, mẹ còn hơn là mẹ chắc phải là bảy chìm ba nổi. Nhưng cuối cùng hồn và xác mẹ được lên thiên đàng. Và hôm nay chúng con mừng ngày sinh nhật tại thế ở Jerusalem, ở Bethlehem, ở Nazareth hơn 2000 năm trước. Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa vui nhận lòng tri chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm. Lạy Chúa, sáng sớm hôm nay, 6 giờ sáng, mùng 8 tháng 9, chúng con tụ họp nơi đây một lần nữa, ngôi nhà lời Chúa, ngôi nhà nhỏ bé như xưa, ngôi nhà Nazareth, có Đức Mẹ và Thiên Thần đã hiện ra, báo tin và cùng mời và cùng xin Đức Mẹ đón nhận chương trình cứu chuộc của Chúa. Và mẹ đã nói Fiat, xin vâng, yes, này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Trong tâm tình đó chúng ta xin Chúa Thánh Thần soi trí mở lòng như xưa đã vào cung lòng Đức Mẹ. Thì hôm nay qua sự cầu bầu của Đức Mẹ chúng ta cũng được xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Kitô và tình yêu, sự đồng hành của Đức Mẹ, cầu bầu của Đức Mẹ ở cùng anh chị em và cùng chúng ta, ở cùng toàn thế giới. We gathering here this morning, it's another beautiful, very dawning this morning, the 8th of September, the feast, the birthday of Mary, Mother of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, may the love of Jesus Christ and the presence, the intercession of His Mother Mary be with us always. Mọi người hít thở sâu vào nhé. Hít thở một hơi thở như là mới tiếng khóc chào đời của mẹ Maria. Hít thở như hơi thở đầu tiên chúng ta vừa lọt ra cung lòng của người mẹ của chúng ta. Số đông chắc người mẹ đã qua đời rồi, và nay đã làm mẹ, làm cha. Hít thở, chắc lúc đó mình cắt tiếng khóc chào đời, cũng là hơi thở chào đời rúng bắt đầu cắt đi để rời mẹ và được chính thức đón chào vào thế giới con người, thế giới mà đối với mình gọi là một thiên đàng quá đẹp. Dù phải sanh trong hoàn cảnh nào ở Việt Nam đi nữa, nhưng đầu tiên ở trong cung lòng mẹ của mình, ấm cúng, chở che và khi chào đời. Và nay chúng ta đang ở Úc, ở thế giới khắp mọi nơi, tiếp tục hơi thở đó và gắn bó với nhau. Cái rúng từ mẹ mình đã được cắt, nhưng chúng ta luôn luôn liên đới với nhau. Trong tâm tình đó chúng ta cũng đọc lại kinh truyền tin. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho ra Thánh Đức Bà Maria và ra Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Và Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chốc lấy ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, và Ngài ở cùng chúng ta. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Và Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta... xin Đức Mẹ... Sorry, đã quên cái câu cuối. Đọc kinh kính mừng bằng tiếng Anh nhé. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho linh hồn chúng con, để chúng con ở trần thế này, cả hồn lẫn xác, được xứng đáng như Đức Mẹ, được lãnh nhận và
và được tất cả những ơn mà Chúa đã hứa ban, đó là sự sống lại, sự sống ở đời này và sự sống ở đời sau. Đức Mẹ là biểu tượng rõ nhất là con người khiêm tốn, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, và đó là cùng đích, là hy vọng của chúng con. Amen. Cũng hát vui vẻ sáng nay nghe tiếng chim kêu trước khi chúng ta đọc phúc âm nguồn gốc của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Thánh Giuse. Chúng ta nghe lại bài hát sinh nhật Đức Mẹ nhé. Mọi người dọn trí dọn lòng trong niềm vui nơi giáo hội khuyên ngày lễ hôm nay. Đây. Vui mừng, vui vẻ. Nếu ai đang chuẩn bị, xin mở phúc âm chương 1 câu 18 đến câu 23 nhé. Chương 1 câu 18 đến câu 23. Chúng ta đọc cái phần thứ hai thôi. Phần đầu nói lên thằng Gia Phả 14 đời từ tạo thiên lập địa, từ Abraham cho tới khi Thánh Giuse. Rồi chúng ta sẽ đọc cái phần 2 vì thời gian không có nhé. Hôm nay trần thế tưng bừng sinh nhật Trinh Nữ Maria, trần thế tưng bừng. Trong trần thế đó có chúng ta, có ngôi nhà lời Chúa, có ông cha Mạnh, có chị Thu Hà, có Hồng Anh, có Đào Trần, có Thơ Phạm, có Hoàng Lan, có tất cả mọi người, có Hoàng Mạnh nhé. Mọi người mở phúc âm ra chưa? Hít thở sâu vào, đổi tư thế, sửa tư thế tí xíu để chúng ta một cách nào đó rất là đặc biệt vui mừng. Happy, very happy today. If we can't try it, be very positive. Hãy cố gắng hôm nay, dù đang khó khăn, lo buồn nhiều đi nữa, công việc bận rộn như thế nào, ta cố gắng giữ được một cái niềm vui trong tâm hồn, niềm vui mà chính Đức Mẹ đã nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần khí tôi hớn hở reo mừng. Breathe in, ready. Chúa ở cùng anh chị em và cùng chúng ta ở cùng toàn thế giới. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà, nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai và ông đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi, sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi. Tất cả sự kiện này đã xảy ra thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và người sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bài quen có nhà, nghe lại một lần nữa không? Để chúng ta cùng một lần nữa đi ngược về, lần này mình đi ngược về, hoặc như Chúa Giêsu đi, chui vào cung lòng Đức Mẹ, ngôi lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta, và bước đầu tiên, khiêm tốn khiêm nhường là ở trong cung lòng Đức Mẹ, trong bào thai của Đức Mẹ. Đức Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đến hôn cùng Giuse trước khi về chung sống với nhau, thì bà đã thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà, nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.
Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo, hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần, và bà sẽ sinh hạ con trai, một con trai mà ông nên đặt là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi. Tất cả sự kiện xảy ra được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri mà phán xưa rằng, này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hello cả nhà. Tỉnh táo được tí xíu chưa? Trời sáng lắm rồi. Bây giờ là 6 giờ 12, 13. Ai bị đánh động, ai cảm thấy đã hồi tỉnh được chút xíu tỉnh táo để mừng, để vui, để cảm nghiệm sinh nhật của mẹ mà người Công giáo, người Việt Nam mình có tâm tình luôn luôn rất là quý mến. Đủ mọi chức tước hiệu cho mẹ nội ở Việt Nam không thôi. Mẹ Tà Bao, mẹ Bình Triệu, mẹ La Vang, mẹ Ba Mươi Thuộc, mẹ Đen, rồi chắc nhiều lắm nha. Nếu ai cứ ngồi tính ra đó là trở thành được mẹ chung, còn mỗi người có một giấc mơ, có những người được một ơn riêng. Và cuối cùng, dù biểu tượng nào, ơn nào đi nữa, mẹ là mẹ Thiên Chúa và nguồn gốc của mẹ hôm nay. Cảm ơn mẹ, nhờ mẹ xin vâng, con Thiên Chúa xuống trần cứu chuộc nhân loại và ở cùng chúng con. Đúng rồi chị Lucia, cho nên biết ai biết chữ Noel đến từ đâu không? Mình hay gọi là lễ Noel đó, ai biết á, không biết có đúng hay không, mình chỉ giải thích lung tung vậy, mà hy vọng là đúng được tí xíu. Chữ Noel nó liên quan đến bài phúc âm hôm nay đó. Emmanuel, lấy cái đuôi, như người Pháp lấy cái đuôi đó, cho nên mình Việt Nam mình cũng lấy cái đuôi gọi là Noel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và người đã giáng trần, và muốn được giáng trần thì người đã chọn hàng triệu, hàng ngàn người trinh nữ vào thời đó cũng đang đón chờ một đấng cứu thế. Và không ai ngờ được, Thiên Chúa luôn luôn có những bất ngờ, đã chọn trinh nữ Maria. Không phải chọn không, mà liều lĩnh. Nếu Đức Mẹ mà không nhận lời thì không biết như thế nào. Và cảm ơn Chúa, cảm ơn mẹ đã nhận lời và gọi là đồng công cứu chuộc. Ở bên Mỹ có dòng đồng công lớn tổ chức những ngày hội rất là lớn, BCBC phải không? Lạy mẹ Maria, mẹ là người có phúc và rất đáng cho mọi người ca tụng, vì mẹ đã sinh mặt trời công chính. Cảm ơn chị Nguyên Trân, cảm ơn chị Lan. Tạ ơn mẹ đã cho chúng con niềm vui ơn cứu độ. Yes. Hồng Anh Đình, hello chị Hồng Anh, good morning. Tâm hồn con được những mừng hân hoan như mẹ có. Emmanuel, God is with us. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mong rằng Noel năm nay vaccine đến kịp để chúng ta cũng được mừng cái lễ Noel một cách có vẻ vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Nhưng thôi, phó thác, chính mẹ là người sẽ đồng hành với chúng ta. Dù vaccine, dù coronavirus như thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn luôn có mẹ. Và mẹ đã chứng kiến bao nhiêu những khó khăn, bao nhiêu những thăng trầm của thế giới trong 2000 năm nay. Và luôn luôn có sự hiện hữu của mẹ từng trên thế giới, từng mọi quốc gia, mọi gia đình và cá nhân. Này mẹ, qua lời truyền cầu của mẹ Maria là Thánh cả Giuse và Thánh cả Giuse, xin giúp chúng con biết lắng nghe, suy gẫm. Thank you chị Thu Hà. Hiếu Vân, mừng sinh nhật mẹ Maria. Khi cô đơn, lệ rơi, con say sưa đọc lên lời Ave, Ave, Ave Maria. Thank you. Hello chị Lan. Xin Chúa tất cả mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia tuyên xưng mẹ là mẹ Thiên Chúa. Yeah, chúng ta sống trong tâm tình đó đi. Ai nghe lời ta, ai nghe và đem lời của Chúa Giêsu ra thực hành, người đó là mẹ ta, là anh, là chị, là em, là người cùng một gia đình của chúng ta, là ngôi nhà lời Chúa. Jesus God saves. Người sẽ cứu dân người khỏi. Ta từ điện ở đâu vậy chị Lily Bình hả? Yes, đúng rồi đó. Còn mẹ Maria có nghĩa là gì hả chị Lily Bình hả? Vô tra luôn đi, đánh cho Google cái nó ra hả? Hello Ngọc Sinh. Yes, xin
Hôm nay mọi người, xin mọi người cùng vui và tiếp tục cầu nguyện cho dòng ngôi lời. Hôm nay dòng ngôi lời đúng ra cũng tổ chức những cái lễ tương đối vui, anh em gặp nhau rồi mời những người gọi là biết qua dòng ngôi lời, thân thiện cảm mến dòng ngôi lời để cùng vui trên toàn thế giới. Dòng ngôi lời có mặt khoảng ta gần 80 nước trên thế giới, khoảng đâu 6 đến 7 ngàn anh em dòng ngôi lời, có các cha, các thầy ở Úc và đây cùng 20 năm, 25 năm về trước khi mình nhập dòng ngôi lời thì dòng ngôi lời còn rất ư là nhỏ bé. Đầu tiên trong Việt Nam mình có biết qua đó là cha Brian Byrne, cha Bình, hình như Lily Bình cũng rất là thân với cha Bình, một người Úc nói được tiếng Việt và giúp cộng đồng Việt Nam ngay từ mới khơi sinh. Rồi sau đó từ từ có các cha như cha Khiên từ bên Mỹ qua, rồi cha Nguyên, xong rồi đến cha Thủy, rồi bây giờ đến ông cha lùng lùng mập mập này là ông cha Mạnh cũng đến rồi cũng gần đi. Và dòng ngôi lời đó là về Việt Nam, đó là những anh em Việt Nam. Còn dòng ngôi lời có mặt ở nước Úc này đầu tiên là ở Epping, đúng 100 năm. Năm nay đang chuẩn bị mừng 100 năm, mong rằng có livestream, mong rằng đến ngày đó sẽ chia sẻ với anh em để cùng anh chị em ngôi nhà lời Chúa để cùng vui và tạ ơn Chúa vì sự hiện hữu của Chúa rất ư là tỏ tường qua các nhà dòng, qua các đấng sáng lập dòng để đưa tin vui, tin mừng đến mọi nơi, mọi nhà, nhất là các dòng truyền giáo. Dòng truyền giáo là những người có tinh thần một chút xíu để đi những nơi xa xôi, biết Chúa rồi mà quên đi, hay là những nơi chưa biết về đạo Công giáo, chưa biết về Chúa qua đạo Công giáo, thì dòng ngôi lời hay đến nơi đó. Và hôm nay mình lại được gửi đi Palm Island để khởi sự lại chương trình mà hơn gần 100 năm trước các nhà truyền giáo cũng đến Palm Island, Townsville, Queensland, North of Queensland với những người thổ dân rất là đáng thương vì họ bị nhốt ngoài đó như những người tù dù không có làm gì sai trái lắm. Và nhưng sau đó rồi sự vắng bóng của các cha, các sơ nay được mời gọi để trở về bên đó. Xin mọi người cùng sinh nhật mỗi ngày là một hồng ân, là một sinh nhật nhé. Cha hộ cho Việt, cho Trực, cha Quang Việt Nam ở bên đây cũng tương đối đông. Người Việt đầu tiên là cha Oánh ở Melbourne, lớn lên một cậu bé ở Melbourne, cũng đi tu ở Epping đầu tiên. Sau đó Thù Phong và nay đang ở bên Mỹ mấy chục năm nay rồi, chắc 30 năm nay rồi. Rồi sau cha Hộ, cha Thủy, cha Quang, rồi đến đó là ông cha Mạnh đây, cha Phương, đó là những người học và Thù Phong bên đây. Sau đó cha Việt, cha Trực, cha Lĩnh nhiều lắm. Rồi nay ở Thái Lan tới gần 10 cha Việt Nam bên đó, New Zealand, Miến Điện, Myanmar, có cha Hùng hay làm ảo thuật. Thôi nói về chuyện chung chung đi nhé. Cảm ơn mọi người, hôm nay ngày vui, chúng ta hướng về mẹ. Nhìn ra ngoài trời nhé, chúng ta cùng hát Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lạy mẹ Maria, chúng con hát điều đó cho chúng con nhiều hơn là cho mẹ, để chúng con cảm thấy niềm vui của một người con, của những người con biết quá ít về mẹ, biết quá ít về con của mẹ là Đức Giêsu. Xin cho chúng con biết nhiều hơn nữa để chúng con được cứu mang Chúa như mẹ đã cứu mang, để chúng con được tái sinh, để chúng con được biết anh chị em chúng con là một nhà với nhau. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một gian. Xin cho chúng con nhận ra được điều đó. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mọi người cùng kinh cầu nguyện bình an nhé. Chắc ước muốn lớn nhất của mẹ đem con Chúa đến mọi nơi mọi nhà để rửa mọi tội trần. Đó là nguồn gốc của những sự bất bình an, bất hòa bình. Xin cho sự bình an đến mọi nơi mọi nhà. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa như đức tin của mẹ Maria. Xin cho Hội Thánh bốn bề năm châu
luôn được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chị em chúng ta cùng chúc bình an cho nhau nhé. Hít thở sâu vào, hơi thở có Đức Mẹ, có Thánh cả Giuse, có Chúa Giêsu, toàn thể các thánh và thiên nhiên tạo vật. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đừng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con chẳng xứng đáng Chúa ngự vào nhà chúng con như Chúa đã ngự vào Đức Mẹ, nhưng xin phán một lời thì linh hồn chúng con sẽ lành mạnh. Như Chúa chỉ nói một lời, Đức Mẹ nhận lời và ngôi lời đã đến với chúng con. Emmanuel, Chúa không bao giờ lìa xa chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con như Đức Mẹ cảm nghiệm được sự hiện hữu của Chúa và đừng bao giờ cho chúng con lìa xa Chúa. Xin cho chúng con luôn luôn nói một lời, đó là Emmanuel, Chúa ở cùng chúng con. Yes, xin vâng, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Ta cũng nhớ đến những người đã qua đời nhé, trong đó có các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được sống trong ân tình với Chúa trên thiên đàng, có Mẹ, có Thánh cả Giuse và toàn thể các thánh, thì xin cho chúng con cũng được đồng hưởng sự sống đó khi đến ngày đến giờ chúng con, và xin cho chúng con cảm nghiệm được hơn nữa ngay chúng con trong giây phút này, trong ngày hôm nay. Xin cho chúng con cũng là ngày sinh nhật của chúng con, là ngày tái sinh, là ngày gặp Đức Kitô qua ngày sinh nhật của Đức Mẹ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Nữ vương ban sự bằng an, Đức Bà cứu kẻ lịt kẻ khốn, các thánh tự vì đạo nước Việt Nam, toàn thể các thánh, đặc biệt là Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng ta, là Mẹ Giáo hội, cầu bầu cho chúng ta. Và xin cho các linh hồn được an nghỉ ngàn thu, chúng ta được sống luôn luôn những giây phút hiện tại, cố gắng hết để chúng con sống trọn nghĩa, trọn tình với Chúa như Mẹ đã sống. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. May God bless us all, the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to all of us. Mừng sinh nhật Mẹ, mừng sinh nhật từng người một trong năm nay nhá. Happy birthday to each one of us. Happy birthday to ngôi nhà lời Chúa. Chào mọi người, good morning. Tối nay mình hơi bận rồi nhá. Tối nay không có lễ, tối nay không có đọc kinh chung. Xin mọi người cùng đọc đi và gặm lại nhá. Please, tối nay mọi người đọc thánh kinh nhé.